Không khí Tết đã len lỏi vào từng con đường ngõ phố. Tết đến nhà bằng câu đối đỏ, Tết đến nhà bằng cành đào tươi. Còn với anh Giang, chủ của ngôi vườn tự động trên tầng thượng thì thấy được dược là thấy Tết. 50m2 tầng thượng được anh Giang tận dụng làm thành khu vườn với nhiều loại cây hoa, rau quả theo mùa. Cách đây 3 tháng, những loại hoa như cúc, thực dược đã được anh trồng và chăm sóc để kịp ra hoa đúng dịp Tết. Cây thực dược này để lại ấn tượng cho mình rất là nhiều. Quê thì đi lễ Tết thì các cụ ngày xưa là thường hay là trồng thực dược. Khi mà mình trồng ở trên đất và trên hệ thống như này thì nó có thể là chơi được khoảng độ tầm 4-5 tháng. Bởi vì những cái bông hoa này nó rất là đẹp, ai đó người ta đến chẳng hạn thì mình cũng muốn là mang lại cái cảm xúc lại tốt cho người khác ấy. Thì mình cũng cảm thấy rất là vui. Còn Tết với gia đình anh Hùng bắt đầu bằng những chậu cúc nhỏ được treo ở ban công căn chung cư tầng 29. Cũng gần dịp Tết mà, cho nên là mình mua cây mà có sẵn, ngay sau đó mình sẽ chăm và đòi hỏi những cái tiết diện các cái chậu cây nó vừa phải. Ví dụ những cây hoa cúc này thì yêu cầu là khi về là không được tưới lên hoa mà là tưới trực tiếp vào ở dưới gốc, hoặc là bón phân thì bón xung quanh thì nó sẽ giữ được cái độ tươi lâu và nó không bị chết, không bị úng rễ. Không chỉ có hoa, cả nhà đang cùng nhau tự tay trang trí một góc chụp ảnh đặc biệt. Mình thì yêu quan điểm theo truyền thống, cho nên là mình đã sử dụng gam màu đỏ. Mình đã tận dụng tất cả từ chiếu, chính là chiếu ở trong nhà mình đang dùng. Mình đã đi mình mua vải công này về và mình đã trang trí. Con vẫn thấy rất là vui khi mà được ở nhà gắn bó với mọi người và cùng mọi người trang trí dọn dẹp nhà cửa sau ngày Tết. Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa thôi, năm mới sẽ gõ cửa mọi nhà. Tết có bánh chưng, có hoa, hay đơn giản chỉ cần được bên cạnh những người thân yêu, bởi Tết là sum vầy. Bác cười nha bác nha.